Em định làm gì? Thì là tập cảnh hôn. Đạo diễn kêu tập kìa. Tự nhiên đau bụng quá. Thôi anh đi chút nha. Anh Nam. Vậy là rõ rồi ha. Chủ nhân của bó hoa thứ hai không ai khác chính là ông Phú. Coi bộ kèo này căng à. Huynh đệ phải tương tàn rồi. Tao sợ nữa chắc. Trưa này mày đi ăn với ai? Khách hàng. Khách hàng nào? Thì mấy nhà sản xuất phim. Đi giao lưu để kiếm hợp đồng cho mày chứ. Tao đi nha. Mày đi đâu? Đi gặp khách hàng. Khách hàng? Khách hàng nào? Ê Nam, đợi tao. Tao báo cho mày một tin vui nè. Tin gì? Có một quỹ hỗ trợ y tế sẵn sàng chi trả toàn bộ kinh phí cho mày qua Mỹ để làm phẫu thuật. Thiệt hay giỡn vậy mày? Tao với thằng Nam còn phải qua Mỹ chung với mày nữa. Chụp gì vậy? Ơi gì vậy? Ủa gì vậy? Mày chụp gì vậy? Tao yêu cầu mày xóa ngay cái hình đó cho tao. Ủa điện thoại tao mà xóa gì? Mày nói như một thằng con nít vậy. Nếu mày có khúc mắc gì với tao á thì mày cứ nói mẹ ra đi, chứ đừng mở miệng ra nói giọng thấy ghét đó. Vì hiền đúng không? Ok, tao rút. Nhường hiền cho mày. Mày đừng cứ giở cái giọng cao thượng đó với tao. Tao không cần mày nhường. Thích thì cứ cạnh tranh công bằng. Tính ra nha, là tao với mày chơi với nhau cũng hơn chục năm đúng không? Đúng. Nhưng mà tao cũng đâu biết tên ở nhà của mày là gì đâu. Đúng rồi. Đó giờ tao đâu có nói với ai đâu mà mày biết. Ủa, vậy tính ra ông Nam ổng nói không biết cũng đâu có nghĩa là ổng xạo đâu. Cái gì? Cái chuyện khủng vậy mà mày cũng tin nữa hả? Ủa, ổng kêu mày tới đây làm gì vậy? Ổng nói muốn chứng minh gì đó, ai biết đâu. À, gia này cũng nhiều chiêu thiệt. Yên tâm, đã có tao ở đây, tao sẽ lật tẩy hết những cái chiêu mà ổng bày ra. Tao tin mày. hình như bên đó. Mời chị xem. Ê, đúng chỗ này rồi nè. Mà tự nhiên ổng hẹn tao ra đây làm chi không biết. Đừng có nói là ổng định mua nhẫn cầu hôn mày nghe. Mà cũng đúng nữa. Nếu mà cầu hôn á thì người ta đi chỗ khác, ai lại chui vô đây mua nhẫn. Chào em. Ủa, có Bích Chi ở đây nữa hả? Dạ. Không biết là em đi theo thì có phiền gì tới mình không ha? Không có. Có Bích Chi á thì càng tốt. Anh muốn nói chuyện gì với em thì sao không nói qua điện thoại mà hẹn em ra đây làm chi vậy? Anh muốn nói chuyện với em ngay tại chỗ này luôn. Tại sao? Tại vì chỗ này là nơi lưu giữ những kỷ niệm tình yêu của anh và em. Anh giỡn y như thiệt vậy đó. Chỗ này thì có liên quan gì tới chuyện tình yêu của em với anh? Đó, bắt đầu vô tiểu phẩm rồi đó. Anh thấy đẹp không? Em thích chiếc này. Đẹp. Nhưng mà mắc lắm. Em trả lại cho người ta đi. Không đủ tiền mua đâu. Em trả lại chị. Em cảm ơn. Nếu anh làm có đủ tiền, anh mua nhẫn đó cho em ha. Thôi, em chỉ muốn đeo chiếc nhẫn đó khi mà anh cầu hôn em thôi. Em nói thiệt hả? Thiệt. Vậy giờ anh đi vay tiền mua liền nha. Ê, hay đó, đi. Ê, đi đâu? Đi ngân hàng vay tiền. Anh nói giỡn mà. Ê, thôi giỡn mà. Nghe câu chuyện anh kể cũng dễ thương á. Nhưng mà rất tiếc, cô Hiền anh kể với em không có liên quan gì nhau hết. Nếu như anh có thể chứng minh cho em thấy cô gái mà anh vừa kể với em là một thì sao? Bằng cách nào? Trong tủ này có rất rất nhiều chiếc nhẫn. Em cứ chọn một chiếc nhẫn mà em yêu thích nhất. Nếu như có thể chọn được chiếc nhẫn kỷ niệm tình yêu của tụi mình,
thì chứng tỏ là anh nói sự thật. Còn không thì anh sẽ biến mất và sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của em nữa. Wow, kịch bản xuất sắc nha. Gây cấn á. Ủa, nhưng mà lỡ em chọn chiếc nào anh cũng nói đúng rồi sao? Em đừng có lo, có nhà biên kịch đại tài Bích Chi ở đây thì làm sao anh ăn gian em được, đúng không Bích Chi? Đúng rồi, mày yên tâm, đã có tao ở đây không có ai chơi chiêu với mày được đâu. Anh làm em thấy tò mò thiệt luôn á. Mời em chọn. Chọn chiếc này. Dạ, đây chị. Em đổi ý. À, em lấy chiếc này. Dạ đây. Em có thể đổi ý nữa nếu mà em muốn. Thôi, em chọn chiếc này. Chắc chưa? Chắc chắn. Mở tờ giấy ra coi. Anh biết em sẽ tìm thấy nó mà. Bây giờ em tin anh chưa? Con kỳ đà này ly quá vậy, chịu thua đi. Buồn thắng chị hả? Không có dễ đâu cưng. Gì nữa? Bé, em lấy cho chị ba chiếc nhẫn bất kỳ, chiếc nào cũng được. Có được không anh? Em cứ lấy đi. Dạ. Dạ đây chị. Anh biết em sẽ tìm thấy nó mà. Anh biết em sẽ tìm thấy nó mà. Cái này chắc không cần tháo ra đâu anh ha. Trò gì mà cũ quá trời. Vậy mà cũng bị em phát hiện ra. Nhưng mà phải nói á, cái người nào á mà giúp anh lên kịch bản này cũng cao tay đó. Mà xui quá gặp em. Xém xíu là tao bị lừa thiệt rồi đó. Có tao ở đây, ai lừa được mày?
Bích Chi giỏi quá. Nhưng mà anh bày mấy trò này ra để thử tài Bích Chi thôi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Game on Bích Chi. Game on. Bất ngờ còn ở phía sau. Ồ, twist liên tục ha. Mời anh ra chiêu. Như vậy thì đâu có ăn gian được đâu, đúng không? Để em đưa anh về. Như, em làm gì ở đây vậy? Nhà em mà. À,
Dạ, con nghe ba cháu. Dạ, dạ, dạ. Con biết rồi. Đợi em thay đồ xong rồi mình đi ăn ha. Em biết cái quán này ngon lắm á. Anh đợi em xíu nha. Như anh xin lỗi. Tối hôm qua anh say quá, anh không có nhớ cái gì hết. Anh cũng không nhớ là tại sao anh ở đây nữa. Thì em cũng say mà. Anh với em chuyện đêm qua. Anh không nhớ gì, em cũng không nhớ gì. Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Anh xin lỗi em. Anh có lỗi gì đâu mà xin lỗi. Vậy em đi trước nha. Nhưng mà xe của anh còn để ở quán bar đó nha. Xíu nhớ bắt taxi tới lấy. Anh nhớ rồi. Anh đi. Rủ tao qua đây ăn cơm tưởng gì? Thì ra là mày kêu tao qua đây nấu ăn cho mày ăn đúng không? Thôi mà, chờ tao gửi cái báo cáo này một cái. Lâu lâu nhỡ xíu mà lèm bèm hoài. Mày làm cho tao rảnh lắm vậy? Còn cái đống kịch bản tao chưa viết xong kìa. Xong rồi nè bà. Riết như má tao vậy. Má tới nè con. Tôi dở, tôi dở. Ê, hôm qua tao vô tình thấy ông Phú. Vậy hả? Lúc tao thấy là ổng xỉn dữ lắm rồi, vậy mà còn ráng uống thêm mấy ly nữa. Xong ngồi khóc. Đàn ông đàn an gì mà yếu đuối, sao làm chỗ dựa cho phụ nữ được. Mày đừng có nói vậy. Tao thấy anh Phú là người sống tình cảm. Thì sống tình cảm mới yếu đuối đó. Nhưng mà những người như vậy á, thường người ta rất quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sao? Nói thế là binh, nói thế là binh vậy? Mê lắm phải không? Thì tao mê cũng được, miễn mày tỉnh táo là được. Tao không có rảnh mà ở bên cạnh mày cả đời đâu ha. Con này. Ê Hiền, tới giờ tôi vẫn không thể giải thích được cái chuyện hình xăm chiếc nhẫn của ông Nam nữa. Làm sao mà ông biết chính xác là mày sẽ chọn chiếc nhẫn nào? Làm biên kịch mà bị người ta qua mặt nên cay cú hay gì? Bắt gì cay cú? Tại vì cái tính của tao là một khi đã làm chuyện gì thì tao phải tìm hiểu tới cùng, mày biết không? Ê, tao có cái này cho mày coi nè. Đọc đi.
những câu chuyện chứng minh thế giới song song thực sự tồn tại. Sáng giờ ba có gọi cho anh không? Mày nghĩ có không? Gọi trái máy luôn, có nghe đâu. Gan vậy? Gan cái gì, bắt máy nghe chửi hay sao? Qua giờ em cũng trốn mới tiệm luôn, có dám mò cái mặt về nhà đâu. Tao không tin, tao không chinh phục được Hiền nha. Mày suy nghĩ thử coi, không có cái lý do gì mà Hiền không chấp nhận tình cảm của tao hết trơn á. Phụ nữ người ta cần một cái sự yêu thương chân thành, hiểu không? Ủa alo, tao không chân thành chỗ nào? Nhưng họ cũng cần một cảm giác an toàn nữa. Tao không an toàn chỗ nào? Má gọi nữa đó. Nghe đi. Nghe chi? Nghe chửi hay chi? Thì có nghe đi. Có khi nào mà câu chuyện thế giới song song mộng Nam nói có thiệt không? Mày cũng tin mấy chuyện nhảm nhí đó nữa hả? Khoa học bây giờ người ta vẫn đang tìm bằng chứng chứng minh sự tồn tại của thế giới song song mà. Rồi có chứng minh được gì đâu? Chưa chứng minh được đâu có nghĩa là nó không tồn tại. Mày với ông Nam hợp nhau lắm luôn á, toàn nói chuyện trên mây đâu không à. Ê, bây giờ cứ giả sử cái chuyện ông Nam nói là thiệt đi, vậy thì ông đến từ đâu? Bằng một hiện tượng siêu nhiên huyền bí, hay là ổng đang nắm giữ chìa khóa để mở cánh cổng vũ trụ? Là sao? Là nếu ổng rơi vào trường hợp thứ nhất, ổng đến bằng một hiện tượng siêu nhiên, thì tức là ổng phải ở đây luôn. Còn nếu mà rơi vào trường hợp thứ hai, ổng đang nắm trong tay một cái gì đó gọi là chìa khóa, thì... Ý mày là ông muốn đến và đi bất cứ lúc nào ông muốn đúng không? Chính xác. Vậy thì cũng đâu có gì liên quan tới tao mà giả sử giả ơi chi cho nó mệt. Nói chuyện với mày để nói chuyện với cái đầu gối sướng hơn á. Nè, mày coi đi. Từ chối hợp tác thôi mà, làm gì ghê. Mày nói nghe đơn giản quá ha. Mày có biết tao tốn bao nhiêu thời gian công sức để dành cơ hội này về cho mày không hả? Lịch hẹn làm việc với người ta tao đã lên kế hoạch từ trước. Đùng một cái mày xách xe đi Phan Thiết, tao phải nói dối với người ta để xin sắp xếp cho mày một cuộc hẹn khác. Rồi mày làm đủ thứ chuyện sùm trên báo chí, hết chuyện này tới chuyện khác, đến mức nhà sản xuất bên đó người ta biết, người ta gửi email chửi thẳng là thiếu chuyên nghiệp và từ chối hợp tác, thì mày nên tự hiểu đi. Làm nghề mà người ta nói thiếu chuyên nghiệp, không còn gì để nói nữa. Mày muốn nói chuyện công việc thì nói với tao. Lôi ra đây làm chi? Mày muốn làm lớn chuyện hả? Mày muốn cái gì? Nè, đủ rồi. Của tao đây ngang. Thằng Phú là do tao kêu qua đó, mày đừng có kiếm chuyện với nó. Mày ngồi xuống. Mày hay lắm Phú. Mà tao hỏi mày, con Hiền là con nào? Là người con sẽ lấy làm vợ. Mày ngon quá ha. Mày có hỏi ổng với tao tiếng nào chưa mà đòi hỏi với cưới? Tao không bao giờ cho cái con đó vô cái nhà này. Cho dù ba má có cấm con, con cũng sẽ lấy Hiền làm vợ. Mày Oh.
Hôn, hôn đi. Cắt. Ôi, nghe mày đâu ra, đánh mạnh dữ rồi. Đâm, cho đây em. Đau em á, action. Em làm rất là tốt. Còn cái này, tình cảm em diễn, anh thấy nó sượng, sượng sượng sao á. Em bị cái gì hả? Dạ, không có gì đâu. À, xin lỗi anh, cho tụi em diễn lại lần nữa được không? Thôi đi, anh không cần đâu. Một test như vậy là đủ rồi. Còn một tuần nữa là mình chính thức bấm máy. Anh nghĩ hai đứa nên có một thời gian gì đó để thân mật với nhau hơn, gặp gỡ nói chuyện để tăng cảm xúc. Mà hai đứa quen nhau cũng được luôn đi, diễn cho nó có tình cảm, vậy ra phim mới có hiệu quả được chứ. Được rồi, cố gắng nha. Dạ. Thôi, hai đứa về nghỉ đi. Dạ. Em thấy là em với anh không có hợp nhau đâu. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Em chưa thử, chưa tìm hiểu thì làm sao em biết là không hợp? Ví dụ như cái chuyện ồn ào vừa rồi đó, nó làm đảo lộn cuộc sống em lên tùm lum hết. Thậm chí mấy ngày qua em không dám đi ra ngoài đường, tại vì sợ người ta nhìn thấy. Em chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi, không ồn ào, không bị ai soi mói hết. Chuyện anh nói anh đến từ thế giới song song là thật hả? Vậy anh đến đây bằng cách nào? Đi qua gương. Những chiếc gương có thể kết nối được với nhau. Nó có thể đưa anh đi từ thế giới này đến thế giới khác. Bất cứ cái gương nào cũng được hả? Nhưng mà phải có cái này. Một ông già kỳ quái, ông đưa cho anh cái này giống như chìa khóa vậy. Vậy là anh có thể đến và đi bất cứ lúc nào anh muốn. Cảm ơn anh đã nói điều này cho em biết. Thiên, anh biết em đang suy nghĩ những gì. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh sẵn sàng ở lại thế giới này vì em. Vậy thì cũng đâu có liên quan gì tới em. Hiền, vậy là sao? Hiền, 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 sao vậy? Anh làm tất cả mọi chuyện là vì em mà. Thì em cũng đã nói với anh rồi đó, anh đừng có đi theo em nữa, lỡ ai mà nhìn thấy thì phiền phức lắm. Điền Đá.
Anh xin tự giới thiệu về mình. Anh là nhà báo Khôi Nguyên. Chắc có lẽ tên tuổi của anh em cũng đã biết rồi đó. Anh thì chuyên viết bài cho nghệ sĩ nổi tiếng. Khi nào em cần viết bài thì liên hệ anh. Đây là danh thiếp của anh. Có gì em cứ liên hệ nha. Cản. Vô. Ra chơi với mọi người đi anh. Em ra chơi với mọi người đi. Anh uống thôi. Xinh quá. Ủa là người mẫu hả? Anh mời tụi em qua bàn anh bên kia chơi nha. Gì vậy? Em không phải là loại người dễ dãi để anh chơi qua đường đâu. Vậy còn Hiền thì sao? Thank you.
Anh cười cái gì vậy? Anh cười gì đâu. Hôm qua anh nhớ anh nói cái gì không? Nếu bây giờ anh muốn công khai mối quan hệ này thì em nghĩ sao? Anh dám không? Sợ gì mà không dám. Đẹp quá à. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn vì điều gì? Thì dì đã mua nhẫn cho em. Miễn em thích là được. Mồ hôi quá trời kìa. Diễn viên Hoàng Nam công khai tình mới sau màn cầu hôn bồn màu với cô gái khác. Bà hỏi nó coi. Yeah! 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 Yeah!